Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay Trường Phi Sinh lên sóng cho các bác các bộ cần câu lục, câu biển. Đấy. Tầm trung các bác nhé, tầm trung. Tầm trung dao động từ 3.050.000 cho đến 6.100.000. Nói chung là vừa túi tiền với lại các bác. Đấy. Mà hàng chính hãng 100% luôn. Cần chính hãng, máy chính hãng. Đều là hàng mới full hộp hết các bác nha. Bác nào có nhu cầu alo em, số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhé. Hoặc em để một số trên tiêu đề video ấy. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng bộ các bác nha. Ở đây thì em sẽ ghép bộ cho bác là cần Daiwa VW Sup 33425 độ cứng BX. Và cần Price Sup chữ đen 33425 cũng của Daiwa. Đấy. Ghép bộ với các mẫu máy cối nông này, cối sâu của Daiwa. Đều là hàng mới full hộp. Size từ 6.000 cho đến 10.000 các bác. Size từ 6.000 cho đến 10.000. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo nhé. Về cần em chỉ nói một lần thôi nhé. Đấy, vì mẫu cần giống nhau. Đây. Đấy, ghép bộ ở đây là cần Daiwa VW Sup T33425 độ cứng BX nhé. Thông số kỹ thuật đây các bác biết rồi. 4m25. Thu lại 117 cm, 4 lóng, trọng lượng là 480 g, đường kính ngọn là 2.6 mm, đường kính gốc là 24.7 mm, hàm lượng carbon 93%, 7% thành phần khác. Mẫu này thì cần màu xanh ngọc các bác nhé, cần màu xanh ngọc, hàng chính hãng 100% nhé, mới full, mới nguyên hộp. Nó nằm ở phân khúc nào dưới Daiwa Xtra và trên Daiwa Price Sup chữ đỏ và chữ đen. Đấy. Sup 33425 Marine CL. Đấy, sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Trung Quốc nhé. Đây. Tem vàng và tem phân phối nhập khẩu đây, chính hãng. Con này thì pad Fuji. Đấy. Pad áp dụng cái pad đời mới nhất của Fuji. Hàng tầm trung. Đấy, bộ khoen của nó cũng là khoen Fuji, hàng chính hãng luôn. Cái này thì em giới thiệu nhiều rồi. Video này em không giới thiệu kỹ nữa. Chủ yếu em giới thiệu các bộ cần cho các bác nhé. Các bác lấy nguyên cần không được nhé. Cần bây giờ hiện tại hãng đang trợ giá là còn 3.2 triệu nhé. 3.2 triệu. Bác nào có nhu cầu alo em nhé. Với phân khúc tầm 3.2 triệu thì nó là vô địch trong tầm giá rồi. Tập chết cả các con cần cạnh tranh với nó. Ví dụ như là Sup Chassis của Shimano này. Price Sup chữ đen, Price Sup chữ đỏ này. Đấy. Nó ăn đứt luôn. Và giá nó chênh lệch so với các mẫu còn lại không đáng kể. So với lại Price Sup chữ đỏ với lại Sup JC nó hơn có mấy trăm thôi. Đấy, Sup JC bây giờ đang bán này là 3.1 triệu. Là 3.1 triệu. Chỉ con này 3.2 triệu, hơn nhau có trăm bạc. 100-200. Còn nếu mà so con chữ đỏ bây giờ anh em đang bán 2.9-3 triệu thì nó hơn có 200-300. Thì chả tội gì chơi con chữ đỏ cả, anh em chơi con này nhé. Đấy. Bộ đầu tiên này gồm một cần một máy. Đấy, gồm một cần một máy. Nếu các bạn lấy riêng cần là 3.2 triệu. Lấy riêng máy là 2.9 triệu nhé. Cả bộ là 6.1 triệu. Bộ đầu tiên, bộ số 1 là 6.100.000. Đây. Chúng ta sẽ vào thông số bộ đầu tiên. Cần Daiwa VW Sup với máy Prem NT6000DH của Daiwa, bản mới nhất 2021 nha. Bản 2021 nha các bác nhá. Bản mới nhất. Đấy. Chứ không phải bản cũ đâu nha. Bản cũ hiện tại giờ nó đang bán ra là 2.4 triệu đến 2.6 triệu rồi đấy. Các bác nhá. Đấy là bản cũ. Đây là bản đời mới nhất của nó. Đấy. Giá niêm yết của hãng là 2.900.000, 2.900.000 đây. Con này thì cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Việt Nam anh nhé. Đây, máy in Việt Nam này. Đấy. Về thông số kỹ thuật đây. Con này áp dụng các công nghệ như là Marceller này, ATD này, Zion V này. À, Zion V này, cái này trước hay thấy ở trên dòng Basai với Basia này. Longcat ABS, ABS này. Tuốc Digger này. Tiến độ chuyển động là 5.7/1. Tốc độ rất là nhanh. Đó, con máy nó chỉ 6.000 thôi nhé, 6.000 này này. Form 6.000. Đấy.
với tốc độ dây này là quá ok rồi. Trọng lượng có 325g, rất nhẹ. Tải mắc 12 cân, đấy, rất là khỏe. Thu dây là 101cm và 5 mạc đạn. Đấy, các bạn nhìn nha. Còn vào dây đây, vào được rất nhiều, dù 2.5 vào tận 300m này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Dù 3 vào được 300m, dù 2.5 vào 420m, dù 4 vào 220m. Đấy, thoải mái các bác vào dù nhá. Vào cước này, 0.37 vào 250m, 0.7 là 5 chấm ấy. 5 chấm vào được 250m cước mà. Bác thoải mái chơi đi. Đây, máy đây. Máy thì đẹp, không phải nghĩ, 2.9. Đấy. Con này duy nhất mà nó cho cái tay quay này, cái chỗ vần tay lắm này là kim loại nữa, thì con này là quá đỉnh luôn. Tuy nhiên là nó chỉ là mút cứng, mút cao cấp cứng, nhưng thế này cũng là quá đẹp rồi. Bạn nhìn này, con máy không thể nào chê được. Thiết kế từng đường nét một, đẹp long lanh. Vẫn để chế độ khóa 2 chiều bình thường con này, không loại bỏ này. Máy rất là thanh thoát, máy Việt Nam. Còn đây chưa? Đây là bộ thứ nhất nhé. Bộ thứ hai này, bộ thứ hai vẫn là cần Daiwa VG Sup nhé. Này vẫn là cần Daiwa VG Sup này. Với này máy, máy thì bộ thứ hai đi với con máy Crocat Sup 35 SCW 5000CQD nhé. Mẫu này đang có giá 2 triệu. Đấy, mẫu mới nhất cũng 2021 này. Đấy, bản mới nhất này. Tín hiệu chuyển động là 4.9:1. Trọng lượng là 625g, tải mắc 15kg, tốc độ dây 103cm, 3 bạc đạn. Cước 0.35 vào 300m các bạn nha. Áp dụng các công nghệ đây. Đấy. Và có xả nhanh QD, QD là dòng xả nhanh nhé. Và đặc biệt con này các bác có thể tích hợp lên hai cối được. Đấy. Chủ đạo là của nó là màu bạc với màu bạc kim loại, màu trắng kim loại đây. QD xả nhanh. Đấy. Mẫu này thì cũng sản xuất tại nhà máy Daiwa ở Việt Nam các nhé. Đây. Đây, máy Việt Nam này, các bạn nhìn thấy. Và nó sản xuất bán ra tất cả thị trường quốc tế này, cho nên đây có 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 thị trường từ châu Á cho đến châu Âu nha các bác nhé. Con này đặc biệt thì các bác có thể tích hợp lên hai cối được. Đấy, các bác có thể lắp cối con 5000 CQD bản 2019 2020 nhá, màu đen. Có thể tích hợp cối vào đây và các bác lên hai cối được các nhá. Một cái cối rời đấy bên em đang bán là 500 ngàn nhé. Đấy. Còn các bác lấy cần không là 3.2 triệu, còn máy không là 2 triệu. Còn lấy cả bộ có giá là 5.2 triệu nhé. 5.2 triệu. Bộ thứ hai này có giá là 5.2 triệu nhé. Sang bộ thứ ba này. Đấy, bộ thứ ba thì là cần Daiwa VG Sup này. Vì đi với máy Phantom LT 5000. Bộ này có giá là 4.800.000 nhé, 4.800.000. Đấy, anh em lấy cần không là 3.2 triệu, máy không là 1.6 triệu nhé. Đây. Đây là con Phantom Sup 5000. Giá bộ thứ ba này là 4.800.000 nhé. Tỷ lệ chuyển động là 4.6:1. Trọng lượng 550g, tải mắc 9kg, tốc độ dây là 94cm, 3 bạc đạn. Và con này được sản xuất tại nhà máy Daiwa đặt ở Trung Quốc nha. Đây máy NCL đây, tem phân phối nhập khẩu chính hãng đây. Đây, nó kết hợp giữa màu tím và màu xanh, nó gần như là phản quang ấy, đổi màu ấy, giống như con cần ấy, giống như con cần Phantom. Đấy. Tay quay này các bạn này. Đấy, tay quay rất là to. Cầm rất là êm tay. Đấy, êm tay. Máy chạy khá là êm mượt. Trọng lượng thì tương đối không quá nặng các bác nhá, không quá nặng, form thì thu lại không quá to. Đấy, 5000 thì tương đương khoảng độ size 8000. Đấy, 8000. Đấy là bộ thứ ba nhé, bộ thứ ba nhé. Bộ thứ ba anh em lấy có giá là 4.800.000 nhá. Sang bộ thứ tư này. Đây là bộ thứ tư này, bộ thứ tư các bác nhìn này, bộ thứ tư nhá. Bộ thứ tư vẫn là cần Daiwa VG Sup nhá. Với lại máy. Máy thì đây là máy xuất cát 6000. Bộ này có giá là 4.600.000 nha, 4.600.000 anh em nhé. Đi với máy xuất cát 6000. Đây. Máy xuất cát 6000 tương đương với size 10 12000. Đấy. Đây máy xuất cát 6000 B. Đó nha. Đấy.
Máy không thì có giá là 1,4 triệu, cần là 3,2 triệu, tổng của nó là 4,6 triệu các bác nhé. Tỷ lệ chuyển động là 4.9:1, trọng lượng là 655 gram, tải mắc 15 kg, tốc độ dây là 106 mm, 106 cm, một bậc đạn. Các bác nhìn nha, đây là thông số tải dây của nó, dây 0,45 vào 320 mm. Đấy, đây là cước nhé. Về máy thì nó kết hợp giữa màu đen, màu xám và màu vàng các bác nhá. Đấy. Tay quay cũng rất là to khỏe. Đấy. Tay quay rất là to khỏe. Đấy, máy rất là chắc chắn. Đấy. Các bác lấy cả bộ thì bộ thứ tư này có giá là 4.600.000. Vậy chúng ta xong một bộ, hai bộ này. Một bộ này, hai bộ này, ba bộ, bốn bộ, và bây giờ sang bộ thứ năm nhé. Bộ thứ năm cũng dành cho bác nào thích nhỏ nhẹ. Bộ thứ năm thì vẫn là cần Daiwa VV Sup này, giá 3,2 triệu này, cộng với máy, máy Revolt NT6000H các bác nhé. Cả bộ này có giá là 4.450.000. Đấy, 4.450.000 nhé. Đấy, 4.450.000. Các bác nào có nhu cầu alo. Thì thông số đây, máy là 5.7:1, trọng lượng là 370 gram, tải mắc 12 kg, tốc độ thu dây là 101 cm, 4 bậc đạn. Ở đây, và thông số cước dù vào cho anh em thoải mái, 0,37 và 5 chấm vào 170 mm cước nhé. Dù 2 vào 350 mm, dù 3 vào 210 mm, thoải mái luôn. Đây con máy đây, máy form rất là thu, rất là gọn, 6.000, nhưng mà cảm giác nó chỉ nhìn hơn máy 5.000 một chút. Kết hợp chủ đạo của nó là màu vàng, màu xám và màu đen. Các bác thích bộ này thì alo cho em nhé. Bác nào mà thích nhẹ nhàng thì lấy bộ này. Cả bộ có 4.450.000 đấy nhé, đều là giá tầm trung. Sang bộ, đấy là bộ thứ 5 này nhé, 1, 2, 3, 4, 5 nhé. Đấy, sang bộ thứ 6 này. Bộ thứ 6 giá là 3,9 triệu. 3,9 triệu thì cần vẫn là Daiwa VV Sup này. Đấy, và máy thì máy đi với máy Switchfire 5002B. Quả nhà 5002B. Máy này có giá 700 nhé. Máy 700, cần 3,2 triệu, tổng là 3,9 triệu cả bộ này. Đây máy đây. Máy thì áp dụng công nghệ Twin Booster này, Digital ABS này, Neverwin này, Dark Cloud WinClick này. Tỷ lệ chuyển động là 4.6:1, trọng lượng là 630 gram, tải mắc là 8 kg, tốc độ dây là 99 mm, 2 bậc đạn. Rồi, cước 0,45 vào tận 220 mm, 0,40 vào 280 mm và 0,35 vào 370 mm. Đây con máy đây. Máy bình dân thôi. Máy bình dân nhưng rất là khỏe, to, tương đương với size 9-10 ngàn. Đấy, tương đương size 9-10 ngàn. Nói chung từ 8-10 ngàn trong khoảng đấy các bác nhé. Đấy, cả bộ 3,9 triệu, cần và máy, cần Daiwa VV Sup và máy Switchfire 5002B. Và bên này là bộ cần rẻ nhất, đó là cần Price Sup chữ đen. Đấy, cần Price Sup chữ đen cộng với máy, cũng máy là Switchfire 5002B nhé, giống hệt con máy bên kia. Giá cả bộ là 3.050.000, 3.050.000. Cần không là giá là 2.350.000 nhé. Đây thông số kỹ thuật đây. Đấy, các bác xem nhé, thông số của đây. Cần thì màu chống bạc, sản xuất tại nhà máy Daiwa Trung Quốc. Đấy, nhá. Nhà máy Daiwa đặt ở Trung Quốc. Còn mới nguyên hộp, tất cả các thứ là phụ kiện trong này. Có một cái cần mới nguyên hộp gồm vỏ bao này, một giấy hướng dẫn này. Đấy. Và cần chưa hạ pad, vẫn nguyên si, mới cứng. Đóng hộp. Và đi với con máy Switchfire 5002B, giá 700.000, cả bộ là 3.050.000. Đấy. Đấy, bác nào có nhu cầu bộ nào thì alo cho em nhé. Đấy, tổng ở đây là có 7 bộ thì bộ đầu tiên có giá là 6.100.000. Đấy, bộ thứ hai có giá là 5.200.000. Bộ thứ ba có giá là 4.800.000. Bộ thứ tư có giá là 4.600.000. Bộ thứ năm có giá là 4.450.000. Bộ thứ 6 có giá là 3.900.000. Bộ thứ 7 có giá là 3.050.000.
Đấy, bác nào cần bộ nào thì alo cho em nhá. Đấy, số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhá, hoặc em để một số trên tiêu đề video. Cảm ơn các bác theo dõi video nhá.